Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2023 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com. Mới đây, tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo thông tin tại hội nghị, trong năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức nhiều sự kiện cấp vùng nhằm kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư với các địa phương. Bên cạnh đó là các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa, xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai bên. Trong năm 2024 và 2025, việc phối hợp sẽ tập trung thực hiện một số lĩnh vực như phát triển hạ tầng giao thông, hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Việc triển khai hợp tác lần này nhằm chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của các bên thành giá trị cụ thể, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Giá thịt heo hai ngày 22 tháng 7 có xu hướng giảm giá trên diện rộng và dao động quanh mốc từ 59.000 đồng 1 kg đến 64.000 đồng 1 kg. Tại khu vực miền Bắc, giá giảm từ 1.000 đồng 1 kg đến 2.000 đồng 1 kg tại một vài địa phương và dao động trong khoảng 63.000, 64.000 đồng 1 kg. Khu vực miền Trung Tây Nguyên là từ 59.000 62.000 đồng 1 kg. Còn tại khu vực các tỉnh phía Nam, giá heo hơi cũng giảm theo xu hướng chung của thị trường và dao động trong khoảng 59.000, 62.000 đồng 1 kg. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2023 và đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2023. Theo đó, trong nhóm ngành sức khỏe điểm sang ngành y khoa và răng, hàm mặt cao nhất với 22,5 điểm. Ngành y học cổ truyền và dược học 21 điểm, các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng đều có điểm sàn là 19 điểm. Điểm sàn đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm, riêng đối với các ngành giáo dục thể chất, ngành sư phạm âm nhạc và ngành sư phạm mỹ thuật là 18 điểm. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Nga khẳng định sẵn sàng quay trở lại thực thi thỏa thuận ngũ cốc biển đen với điều kiện các điều khoản cuối cùng phải được đáp ứng. Đồng thời, Moscow tiếp tục xuất khẩu lương thực, có tính đến các mối quan tâm của các quốc gia có nhu cầu. Trả lời họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin đã nêu ra một số các điều kiện của Nga, đó là đảm bảo việc di chuyển an toàn và có thể kiểm chứng của các con tàu đến các cảng trên Biển Đen, hoạt động bình thường của đường ống khí dẫn khí Amoniac, kết nối lại ngân hàng nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán quốc tế Swift. Theo ông Vershinin, Nga đã vạch ra các tuyến đường mới để xuất khẩu ngũ cốc sau khi chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và Ukraine đe dọa đánh chìm tàu đến Nga. Ông nhấn mạnh bằng cách này hay cách khác, hoạt động xuất khẩu nông sản của Nga sẽ tiếp tục. Ông cho biết Nga đã chuyển hơn 900.000 tấn ngũ cốc tới các nước châu Phi có nhu cầu cấp thiết. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng trên thế giới và có thể đạt gần mức cao kỷ lục trong năm nay. Một phần do hiện tượng nóng lên toàn cầu đã tạo môi trường thuận lợi cho mỗi sinh sôi nảy nở. WHO cho biết tỷ lệ mắc sốt xuất huyết đang tăng trên toàn cầu, với các ca được WHO ghi nhận đã tăng lên đến 4,2 triệu ca, tăng 8 lần so với năm 2000. Trong năm nay, số ca sốt xuất huyết gia tăng mạnh ở châu Âu, trong khi Peru đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các khu vực. Khoảng một nửa dân số thế giới có nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Theo các chuyên gia, khí hậu ấm hơn được cho là giúp muỗi sinh sản nhanh hơn và giúp virus nhân lên gấp nhiều lần trong cơ thể muỗi. Bên cạnh đó, ông Velay Udan cũng cho rằng sự dịch chuyển của hàng hóa và con người, quá trình đô thị hóa đi kèm với các vấn đề về vệ sinh cũng là các yếu tố đằng sau sự gia tăng dịch sốt xuất huyết. Liên quan tới các vụ việc được cho là bán bổ kinh Koran tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển xảy ra thời gian vừa qua, ngày 21 tháng 7, Liên đoàn Ả Rập, Ai Cập và Iran đã tiếp tục lên án việc những hành vi cực đoan này tái diễn. Trong một tuyên bố, Liên đoàn Ả Rập cho rằng việc bán bổ kinh Koran được xem là một sự khiêu khích to lớn và không thể chấp nhận được đối với người Hồi giáo trên toàn thế giới. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng bày tỏ lo ngại về các hành vi bán bổ kinh Koran và bài Hồi giáo lặp đi lặp lại sẽ dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, ổn định và nhân quyền trong xã hội. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, các quốc gia phải chịu trách nhiệm đối đầu và ngăn chặn những tội ác này, cũng như buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ không cho phép đại sứ mới của Thụy Điển vào nước này cho đến khi chính phủ Thụy Điển có hành động nghiêm túc đối với tình trạng xúc phạm kinh Koran, đồng thời khẳng định Iran cũng sẽ không cử đại sứ đến Thụy Điển. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran đã điện đàm với người đồng cấp Thụy Điển Tobias Billström để thảo luận về vấn đề trên. Chiều 21 tháng 7, ông Vi Văn Quành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Lý huyện Quy Hợp, Nghệ An cho biết người dân của địa phương này vừa hỗ trợ một sản phụ sinh con bên đường. Trước đó, sáng cùng ngày, người dân bản Na Lâu, xã Châu Lý phát hiện một sản phụ đang nằm bên quốc lộ 48C, đoạn qua bản này, trong tình trạng sắp sinh con. Người dân đã đến hỏi thăm, thấy sản phụ sắp vỡ ối nên đã gọi thêm một số phụ nữ trong bản mang chiếu, khăn, quần áo ra hỗ trợ sản phụ. Một lúc sau, sản phụ sinh con và một bé trai nặng 2,7 kg đã ra đời an toàn. Sau đó, mẹ con sản phụ được người dân đưa đến trạm y tế xã Châu Lý để theo dõi sức khỏe. Hiện, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Sản phụ này là chị Ngân Thị Hằng, 26 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Quy Hợp. Theo ông Quành, người dân cũng cho biết sản phụ Hằng được một tài xế xe ô tô con ở cùng xã chở đi khám. Khi xe chạy đến xã Châu Lý, thấy sản phụ có dấu hiệu sinh con, tài xế đã dừng xe, thả sản phụ xuống đường. Rất may, sản phụ đã được người dân hỗ trợ sinh con an toàn. Những kỳ quan thiên nhiên của Tân Cương không chỉ đẹp vào mùa xuân mà mùa nào cũng mang một sắc màu đặc biệt làm say đắm lòng người. Tân Cương luôn được coi là một trong những điểm nóng du lịch của Trung Quốc, có lẽ bởi nơi đây chính là cửa ngõ phía Tây của Trung Quốc, trên con đường giao thương vào Trung Á từ nhiều thế kỷ trước. Hiện nay, nhiều dấu tích nằm rải rác ở Tân Cương, đặc biệt ở khu vực Nam Cương, đã chứng tỏ một thời kỳ cực thịnh của con đường tơ lụa, từ phương Đông sang phương Tây. Ngoài ra, một số di tích cũng liên quan đến con đường thỉnh kinh của Cao Tăng Quyền Trang năm xưa. Đến Tân Cương, bạn không thể bỏ qua hồ Kanas có tuổi đời hơn 200.000 năm tuổi, kỳ quan thiên nhiên của Tân Cương. Nằm trong thung lũng thuộc dãy núi Ả Lạp Thái nằm ở cực bắc Tân Cương giáp với Kazakhstan, Mông Cổ và Nga. Nhờ vị trí đặc biệt ấy mà Kanas có được một vẻ đẹp đầy mê hoặc, được bao quanh bởi dãy núi khổng lồ, lọt thỏm giữa hàng ngàn cây xanh và những cánh đồng hoa dại đủ màu sắc. Kanas như một mỹ nhân quyến rũ khoác chiếc áo xanh ngọc khổng lồ. Khu tự trị Tân Cương luôn đặc biệt ở chỗ vẻ đẹp của nó ẩn thấp thoáng của một vùng thảo nguyên Mông Cổ, một chút vẻ đẹp của rừng thông Thụy Sĩ, của cả hồ nước xanh như ngọc ở Tajikistan, hay những ngôi chợ nhiều màu sắc như ở Trung Đông. Có thể nói, đây chính là nơi các nền văn hóa trên thế giới được hội tụ. Thảo nguyên Tân Cương nhiều vô kể nhưng Nality sẽ khiến du khách có được những khoảnh khắc chạm đến đời sống du mục tự nhiên nhất. Xa xa trên triền đồi xanh mát mắt là những túp lều trắng nhỏ bé với bầy ngựa, dê và cừu đang thong thả gặm cỏ. Tất cả như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đầy hoàn hảo giữa thiên nhiên và con người. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.